my whistle, baby, let me know. Chào mừng anh em trở lại kênh của mình. Tiếp tục kêu gọi anh em ủng hộ mình một kênh, một sub kênh Ớt Simpson nha anh em. Đó, chỉ cần đăng ký anh em, không cần xem cũng được. Rồi, hôm nay mình làm một clip vui vui cho anh em. Mở hết cầu thủ trong Nick cho anh em. Đấy, đây anh em. Cầu thủ đầu tiên sẽ là con De Jong nha anh em. Thì cái này anh em phải đá VSA hoặc là head to head. Thì ban đầu mình đá head to head không anh em. Nói chung là mấy cầu thủ đầu tiên mà chết không à. Có một số anh em cũng nói là đá VSA thì cũng gặp một số đối thủ á, yếu á. Nói chung là over cũng ngang ngang hoặc là thấp hơn chút. Thì mình cũng test thử một vài trận thì cũng có thật anh em. Nhưng mà cái VSA đó thì cũng hên xui nha anh em. Đá khá lâu nhưng mà over cao thì gặp nhiều cũng nhiều á. Toàn là tay to nó chơi không à. Đấy, con đầu tiên là con De Jong nha anh em. Con tiếp theo mình sẽ lấy là con Martin nha anh em. Đây, con Martin nha anh em. Đây anh em. Con Martin này thì mình lấy về mình chỉ cho vô đội hình cho nó tăng over với lại đá VSA thôi. Chứ nó làm tiền đạo thì không có được hay. Bởi vì sao anh em, nó quá lùng anh em. Quá lùng mà tốc độ cũng vừa phải thôi, chứ không quá nhanh. Để cái gì mình review cho anh em ha, chi tiết cho anh em sau ha. Đấy, lấy con thứ hai rồi anh em, ngon chưa? Thì hôm nay mình cũng làm một clip này á, thì cũng chia sẻ anh em thôi về cái kinh nghiệm mình đá cái này thôi. Tại vì còn 20 tuần nữa anh em, còn 2 tuần nữa là ra hai cái đợt cầu thủ nữa, khá ngon cho anh em. Đây, con tiếp theo là con Lindelof nha anh em, mình lấy từ từ, con cao cũng thấp. Đấy. Thì anh em nên đá hết chưa hết thì chắc anh em là tay yếu thì chắc không nên đá. Còn cái VS tách á thì anh em over nào tầm 150-60 thì đá cũng được. Thì có một số anh em chia sẻ là nên hạ cái range xuống mấy trăm thôi, tầm mấy trăm thôi, 100 gì đó. Mình đá thì gặp over nó ngang ngang hoặc thấp hơn thì dễ đá hơn. Đó, có đó anh em chia sẻ nha, còn mình không có đá nhiều cái VS tách nên không có rõ. Và con cuối cùng rất là dễ lấy, có 80 điểm thôi, mình lấy luôn em cho nó đẹp. Nó nhìn chung cái sự kiện này khá ngon nè, mới vô rồi nó cho 3 con 4 con hàng mà đá cái này mất thời gian thôi chứ thật ra lấy hết được anh em. Này cứ đá đi. Nó cho điểm cũng khá nhiều đẹp đá. Cứ thắng là mình được trả lại điểm nữa, đá tiếp. Nó đá hoài luôn. Đấy. Đấy anh em, mình lấy full hết rồi. Rất là dễ anh em. Mới trận cuối mình đá lấy con 100 thì mình đá VSA mà. Đá VSA tất anh em. Đó. Thì mình gặp đối thủ cũng như mấy bạn kia nói, cũng ngang ngang. Đó. Ngang nhau, có nhiều over cao đó, cũng gặp có thì cũng hên xui anh em. Bây giờ mình chơi trò nhân phẩm nha anh em. Đây mình mở cho anh em. Đây yes gì đấy. Oh, what, có 104 anh em. Đó, nói chung mấy con này khá rẻ nhưng mà trên chợ chưa có anh em. Mình không biết sao hiểu sao mà e nó cái chợ đợt này nó không có cho cầu thủ lên nhiều anh em, không hiểu luôn. Cái này mình chưa hiểu nha, khi nào có thông báo mới mình sẽ thông báo cho anh em nha. Tiếp tục nha anh em. Cái này mỗi ngày mình mở 2 lần thôi để lấy điểm thôi thôi. Yeah, gì đây? Ôi. Cao đi anh em. Mấy con trên 100 bây giờ rẻ lắm. Chỉ cần bây giờ phải lấy con ít nhất 108 trở lên thì mới ngon. 106 đi, 106 cũng được anh em, mới ngon thôi chứ mấy con lấy 103 là 4 thì thường lắm. Đấy, mỗi ngày mình lấy cái này nè anh em. Lấy điểm token này để mình mở bên kia kìa. Đấy. Cái combo nè. Mở 2 cái thôi anh em. Đấy, để ngày hôm sau mở tiếp. Cứ từ từ mở, không cần gấp. Đó. Rồi. Tiếp tục mình qua bên cái phần quay gambon nè anh em. Đây, gambon đây. Hôm nay nó có con Marlott nè. Với cái điểm bon đó anh em. Mình cần lấy điểm bon đó để mình được cái nào hay cái đó. Nếu mà may được con icon sao anh em? Được con icon Chechenko sao? Đó. Thì mình cũng tính toán rồi. Nó ra được có 5 lần để bon rồi. Nên cũng không có được đủ điểm anh em. Nên em cứ chơi đi, nếu mà có thưởng thêm thì ráng cố gắng thôi. Rồi ok anh em, tiếp tục nha. Có ra điểm bon không? Mở thôi, yes. Gì đây, gì đây. Ui, XP anh em.
Rồi còn một cái đầu tiên đó mình mở luôn nha. Đấy, mở ba cái đều 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 cho nó như thế nào. Ok. Đây. Mở. Mở đi. Yes. Gì đây? Yes, điểm bon em. Ok. Có 3 phát tôi ra điểm bon rồi. Mình không cần cầu thủ nha anh em. Mấy con Malot đó thì không cần anh em. Mấy con 102 giờ rẻ lắm. Thì mua được mà không sao, không cần. Đấy. Ngon rồi. Ra điểm bon là hết điểm luôn rồi. Nói chung vừa hết điểm rồi hết quá. Cũng hên. Được 500 điểm bon rồi. Đấy. Bây giờ mình qua cái xe bus đi. Rush City nè. Mình coi đi đến đâu rồi. Đây nè. Mình tới cái này, cái nhánh này rồi. Mình sẽ lấy con trao rê tiếp nha anh em. Lấy con trao rê trước. Đó. Nói chung nghe một số anh em bình luận ở dưới á, là mấy cái kênh nước ngoài á, review á, con này không hay lắm. Nhưng mà mình để mình xem sao anh em. Mình lấy mình test xem sao chứ tùy mỗi người dùng. Thật sự là tùy mỗi người dùng ha. Con 93 là sắp tới rồi nè anh em. Đấy. Ngày mai là mở con 93 rồi anh em ơi. Ngon quá, 93 cộng rồi. Kiếm con Kante đó. Đó, ngon luôn đó. Đó. Thì mình may mắn được con con tiền đạo anh em 102 rồi nè. Đấy. Hôm nay con 110 thì chờ thôi. Chờ đến gần cuối sự kiện mới có thôi. Đấy. Ok anh em. Bây giờ tiếp tục mình vô mình xem đội hình như thế nào ha. Lắp kép vô coi. Được những con gì rồi. Thật sự thì khá ngon anh em. Sự kiện này khá ngon. Đó. Chung là mình mới chơi được có 2-3 ngày thôi mà cầu thủ quá trời anh em. Đấy. Thật sự là quá nhiều luôn anh em. Sự kiện này khá ngon luôn đó. Tại vì gần cuối mùa rồi nên nó cho thoải mái lắm anh em. Anh em mới lấy cầu thủ về ghép vô là lên over và phà luôn đó. Thật sự luôn anh em. Bây giờ mình sẽ trang sơ đồ 4-4-2 đi. Tại vì mình có 2 con tiền đạo á. Nên bây giờ cho nó 4-4-2 đi anh em. Đó. Đấy mình cho vô ha. Coi nhận được những con gì trong sự kiện này rồi. Đây là đầu tiên là con Mertens này. Đó. Tiếp theo là con Mondalot nè. Đó. Rồi con LM nè. Neres nè. Ừ. Vô. Nói chung mấy con trăm là cho trưng cái đẹp thôi chứ rất rẻ. Đòi giòn nè anh em. Con CDM nữa nè. Đấy. CDM Tonali nè. Rồi được 2 con CB nữa nè. CB Caudi nè. Đó. Và cuối cùng là con Lindelof nè. Để lát nữa mình chơi xong mình lấy điểm mình quay tiếp nè. Kiếm thêm 2 con cầu thủ nữa coi. Trong cái phần quay nhân phẩm anh em. Ok anh em, bây giờ mình vô mình chơi hết Q game đi để mình lấy cái điểm đó. Ok anh em, chơi xong rồi nè anh em ơi. Bây giờ mình tiếp tục mình vô mình quay danh phẩm ha. Ngày quay 2 lần để lấy cái điểm thưởng token đó. Đó, Gummer đó, Gumball đó. Đây, mình quay anh em. Họ sẽ ra con gì đây. Hả, gì đây. Yeah, con 99. Hơi đen anh em. Con 99 là hơi đen rồi. Đang kiếm con trăm là mấy mà không ra ta. Tiếp. Gì đây. Mở thôi. Mở đi. Yes. Gì đây. What. Trời ơi con 98 anh em. Con boy. Con boy này một thời nó chạy nhanh lắm anh em. Có nhiều người dùng lắm. Chạy khá nhanh ạ. Rồi bây giờ mình lấy điểm nha anh em. Điểm tự mỗi ngày được 100 điểm game bon rồi. Đấy. Đây, mở được 4 lần rồi, 400 điểm rồi. Được cái skill bot. Ok. Vậy là mình được thêm 2 cầu thủ sự kiện Resulta nữa rồi. Là tổng cộng làm được 9 cầu thủ rồi. Bây giờ mình cho vô đội hình đi. Mình sắp xếp cho nó đẹp đẹp nữa coi. Coi như thế nào ha. Đây. Có một số anh em có thể full gì đó. Nếu nó hên full rồi. Đó. Đây anh em. Vô xếp vô đội hình rồi, coi như nào. Đó. Rồi. Cho vô ha. Con bo vô nè. Đó. Mình không có RB rồi. Thôi giờ mình thay con bo vô đi. ST nữa nè. Thôi mình thay tại cho nó đẹp đẹp đấy anh em. Nó đẹp đẹp cái đội hình thôi. Đấy. Được 9 cầu thủ rồi đấy. Đấy cũng khá ok ổn. Ok anh em. Đấy. 9 cầu thủ rồi. Khá đẹp rồi. Chờ GK với con LB là ngon luôn. Ok anh em. Mình kết thúc clip đây nha anh em.
anh thấy hay like share cho mình nha. Chưa đăng ký thì đăng ký ủng hộ mình nha. Cảm ơn anh em, xin chào anh em.